Hello các bạn à, hôm nay ăn con gà đen của Tây Bắc nè. Không ăn gà công nghiệp nữa, gà đen Tây Bắc mới Việt Nam mới đem qua nè. Đó, gà này là gà leo núi. Nó là chẩm chéo, nghe chẩm chéo không chứ mà chưa giờ ăn luôn á. Này ở ngoài ngoài miền Bắc cái Sapa Tây Bắc nó mới có chẩm chéo. Mà nó giống gì ta? Mời bạn thử ra. Gà đen. Ồ, mà ăn cái chẩm chéo này á, ăn cái chẩm chéo này như nó giống như bột ngọt, có bột ngọt ta lợi lợi ta? Có hay lắm, có bột ngọt nè, lợi lợi nè. Có nhiều lắm. Yes. Ủa, vậy chẩm chéo là gì trong đây? Thấy có tiêu rồi có như gì đó? Tiếng thượng là bột ngọt. À, bột ngọt của đã thử ra, thử ra. Có từ trăm năm về trăm không à. Em nghĩ ta chấm không cũng được. Đây coi con gà này nó ngon hơn gà công nghiệp Mỹ Đế không hả? Đây. Nó dài cỡ nào nha, mời các bạn thử nha. Chín rồi. Cũng được. Ôi mà này đâu phải chấm chéo đâu, cái này mới chấm chéo mà. Cái nào chấm chéo cái này hả? Cái này cũng là chấm chéo luôn. Cái này là nước tiêu chanh, khi mẹ bỏ thì có chấm chéo. Ăn nó lợ lợ. Nói chung gà này thì cũng ok. Tự nhiên nhảy vô cái ăn trước luôn nha. Thôi con tắt rồi, có vô không? Đó vậy nè. À. Mà chơi liên đấy. Đây, các thơ thử miếng là nó chấm với chấm chéo. Ồ trời. Cái gì nghe chấm chéo, tiếng Mỹ là MSG. MSG. Bột ngọt không? Chứ làm gì không có. Đó, mình sẽ mà có. Tư phần năm mà có. Nhưng mà ăn rất là lợ. Nghe bột ngọt nhiều lắm. Mà biết phải không? Tại vì... Cái làm gì muốn có muối mà làm gì lợ. Hồi giờ em chưa có ăn chẩm chéo. Cho nên không biết. Nhưng mà con gà ăn ok. Gà ăn dữ. Ăn dữ lắm. Cái đùi các bạn cắt ra đó. Ở dạ nóng. Nhưng đó, chấm với chẩm chéo như muối chanh nữa. Thịt muối, là muối chanh. Nói chung mà thịt nó cũng không ngọt, đúng rồi, nó không có ngọt lắm. Bây giờ thịt nó không ngọt, nó cũng không có dai, nó hơi dai hơn gà công nghiệp chút xíu thôi. Vậy là ok. Gà nhắc ăn cái gì? Cái Việt Nam ăn mấy con gà Việt Nam da cỡ nào rau ok không? Gà Việt Nam. Quá. Gà nấu đây hả? Ừ. Nào. Ồ, trời. Biết chắc là nhiều người đi bên Cali với cả các sản phẩm không có gà Minnesota nữa. Khó đáng vậy cha. Cho nên gà Minnesota không biết làm sao mà gà bên cái này ngon. Ford cũng đây để đây mua. Đó, nói chung là con gà này nó không có dai đâu, nó vừa dai. Rồi các bạn. Rồi review cái đùi luôn đi. Rồi mời các bạn nha. Không no luôn rồi. Ừ. Để tí này cho hai người kia. Đây là dừa nè. Gà này không biết bán nhiêu, chắc 20 con quá. Đó gì gà? Ăn bạn tí con đi gà chứ ngon nè. Ngon, ăn ok. Riêng nói cái gà nó ngon thì cha ngon không?
Gà này nhiêu bán đâu trong? Gà này nhiêu? Hả? Bán ngoài nhiêu? Gà đó hả? Gà mười mấy đồng đi ăn. Hả? Mười mấy đồng á. Mắc hơn gà 4 đồng một con đó gà. Mắc hơn đúng không? Đúng, đúng rồi cha. Cái này nó cũng mắc hơn cho nên hôm bữa đã có một con một á. Mười đồng, mười đồng. 12 đồng con rẻ vậy? 15 đồng á. Gà ai bán? Two sister shop đó. Hử? Cáo two sister shop. À, biết. Ừ. Màu có 12 đồng con hả? Dạ. Yeah. Bữa nó có 12 đồng. Ừ. Ăn là phải quảng cáo nè. Có bạn vô không? Gà đen 14 hả? Có bạn ở Mỹ vô Two Sisters. Có S ha, Two Sisters Shop.com. À vô Facebook hả? Facebook gì? Trên Facebook. Sao bấm Facebook có Two Sisters Shop được ta? Vào không? À Two Sisters Shop.com Facebook. Đặt hàng gà đen 15 đồng. Còn có gà kia không? 14 đồng, ngon ngon các bạn. Thì tùy lúc, có lúc 11. Thì cái thịt nó cũng nó gà Tây Bắc, gà đen gì không ăn không biết, nhưng mà cũng ok thôi. Nha. Rồi là đồ lòng đồ liên luôn hả hay là sao? Con gà luôn. Rồi chẩm chéo nhiêu bán nhiêu hả? Chẩm chéo không có bán. Đó. Two Sister Shop.com trong Facebook đặt hàng. Ồ rồi tiểu bang khác là ship làm sao? Em cũng ship overnight. Có chặt tiền ship bên không? Có, ship overnight. Bây giờ con 14 đồng thì ship làm sao? 10 con trở lên mới ship hay sao? 10 con này cũng là 40 pound ạ. 40 pound là bây giờ tụi rồi UPS overnight nó chẹp 80 đồng. Overnight 80 đồng. Nè. 40 con, 40 pound. Thế dùng mà 40 con là 80 đồng overnight. Thì 5 con, 5 con thì 40. Em thử cho biết này. Nè, ok. Đó. Còn cái này là muối chú Hải, chấm thử muối chú Hải không? Dạ, dạ. Gà này là, ồ mà gà này là ở Minnesota. Đó, nãy cha nói là gà của Minnesota là ngon nhất. Florida là họ mua á, họ mua ở đây đem về. Mà mình đi tới nhà em của mình Florida đó là mình cũng phải đem gà ở đây đem về đi xuống Florida. Không biết ở dưới làm sao. Muối chú Hải cũng ngon lắm nha, phong trào. Bán muối chú Hải không? Có bán muối chú Hải không? 16 đồng một. Đó, twosistershop.com trên Facebook các bạn. Đó, đó. Đâu, mua chú Hải này à, bán sao? Đó, có cái hũ nhiêu hũ này? Hũ đó 16 đồng hũ. 16 đồng hũ sốt chấm siêu cay muối chú Hải. Bữa nào làm muối chú Đạt rồi bán mới được. Đúng rồi. Rồi. Ức là cái ức. Đó, để đây thử coi muối chú Hải ra sao. Ăn được. Chua chua. Chua chua mặn mặn cay cay muối chú Hải. Mời các bạn ạ. Ăn ok. Ăn ok đúng không? Tại đó là bằng nước tắc. Ừ, đúng rồi chua chua. Làm bằng nước tắc. Còn chẩm chéo á là hình như thấy có bột ngọ ở trong thì không biết. Này hôm bình thường giờ chưa ăn chẩm chéo cho nên không biết. Nó có tiêu của trong nè. Đây các bạn, gà đen, gà Tây Bắc, gà loại núi. Ở Mỹ. À. Rồi. Hôm nay ăn lẩu à. Chả cá nè, bán chả cá nè hả? Dạ ơi. Đâu bây giờ cô Dâm bán cái gì quảng cáo, không quảng cáo luôn cho. Đây chả cá bán luôn. Từng đó được nó cũng bán ra đấy đó. Vậy hả?
Đằng sau cô Trâm bán gì quảng cáo luôn nè. Em có tới mấy chục món. Đây nem chua, bán nem chua luôn. Tu cây đó 16 đồng một thau. Tu Sister Shop .com. Rồi có số điện thoại không? Em có số điện thoại 507 571 2922. Chúc làm đọc báo xong ghi số điện thoại không? Đây review gạo ST 25. Không biết ăn mình ăn chưa ta? Mình ăn rồi, mùa dịch xong đấy. Mùa dịch rồi. Giờ quên rồi, giờ ăn thử gạo ST 25 các bạn. Mở quan thử ra. Dạ. Bút nó không cho bút nữa kìa. Bút cái gì? Còn cái gạo mà thơm, cái gạo mình thơm là mình mà ăn cái gạo loại đó, gạo loại gì? Cái vừa rồi mình gạo thơm á, gạo đó gạo ba con voi. Nhưng mà cái này là cái đợt mà ông sĩ ông mới mua cái tiệm Sài Gòn nhỏ đó ra, mình đi nhớ không? Ông quảng cáo với bé đó. Nhưng cái này nếu mà nói thật thì đâu thua gạo ba con voi á. Ba con voi là của Thái Lan hả? Thái Lan. Thiệt mà. Cho ăn thử thấy sao? Em thấy nó ngon. Tại vì từ trước giờ Trâm không ăn bạo gạo ba con voi, nhưng bây giờ Trâm ăn mà thấy ít đường. Ít đường nó. Hàng kia đó ít đường nó lặt nhắt nè. Nó ít đường. Vậy vậy ít đường ăn gạo Missouri đi. Ừ, gạo của Mỹ đó. Thì nó đâu cũng ngon bạn. Có. No. Anh em á nói tung hô gạo ST 25 nè. Không ngon, không ngon. Nó thiệt á, thua gạo nhá. Thua gạo không biết ba con voi của Việt Nam hay là của Thái Lan không biết. Nhưng mà là hồi trước ăn rồi giờ ăn lại nè. Nó lạt đúng, nó ít đường rồi thì cũng đúng nhưng mà nó nói là ít đường thì có đúng rồi, cô Linh vặn nhưng mà nó có ngon. Trời ơi quảng cáo đó thì có không phải dùm hàng không mình nói vậy á, tao nói mà dùm hàng biết không, nhưng mà thật sự nó không có thua gạo mấy cái gạo trước mình ăn. Cái mùi thơm nó cũng không có thơm. Dạ ơi. Trời mấy gạo kia nó thơm, nó thơm phức ha. Dạ ơi, chuyện gì xảy ra nó nhất thế, đừng có ăn cơm nữa, nó hết rồi. Sao hết rồi con này? Chảy. Mấy gạo kia nó thơm dữ lắm, cái này không có thơm. Chảy, con chảy nha. Con chưa đây. Nó khô. Khô lắm. Ôi, không thể xin được. Cha hiểu không cha? Cha miếng này không? Nó ngon lắm, không có thể xin lô được cha. Nó tự nó xay smoothie thì nó uống. Nó khô quá. Nó khỏi chiêu. Không biết đồ đỏ không? Nó thấm dọc quá. Lấy cơm, cháy được trong bếp cho nó nóng. Đây, ăn lẩu. Cái đồ đòn nè. Dạ, tôi ăn chén khác tới chén này luôn. Không, tôi nói cái chén ăn lẩu quá kìa. Này, vô. Vô vô chưa? Vô. Happy birthday. Anh Lâm với lại cha hả? Happy birthday anh Lâm hả? Anh Lâm này là năm á, quên mất là năm á. Năm mấy tuổi anh Lâm ơi? Không hỏi nữa. Anh Lâm stay ở 49 forever. Ôi, 55 hả? Mà trẻ măng à, so với ông cậu hả? Ông cậu già chá. Ông cậu cũng ra, nhưng mà ông cũng nước trời, ông cũng ổn. No. Mà so với anh Lâm, ông quá sốc gọi là gì? Nếu mà anh Lâm đứng gần là anh Lâm mới 30 à? Việt Nam qua, vậy qua lớn tuổi, cái 55 tuổi mình dịch già lắm. Đây là bưởi da vàng với bưởi da xanh gì? Bà product of Việt Nam nè. Này nhiêu trái coi không? Cái đó hả? 10 đồng. 10 đồng trái. Không, em bán một thùng. Em bán một thùng 70 đồng. Họ bán luôn hả? Đây quảng cáo luôn nè, bán bưởi da xanh product of Việt Nam. Ai mua order nha, twosistershop.com. 10 đồng trái. Một thùng là nhiêu nãy có nhiêu? Một tùy, có thùng có thùng 8 trái. Có thùng 8 trái. Mà ngon không? Ngon giờ review nè. Rồi. Ngon lắm. Mà cái trái này là em để hơn 1 tháng rồi đó. À. Để có nghĩa là càng để lâu nó càng ngọt, mà cái này hơn 1 tháng rồi, nhưng mà hy vọng nha.
hơn tháng rồi, tháng rưỡi rồi đó. Tháng rưỡi rồi đó. Vậy mình mua đồ ở đâu? Từ Việt Nam qua hay là đâu? Mình mua từ Cali ra. Ồ. Để lâu quá rồi hả? Một tháng rưỡi hơn rồi đó nha. Đây, nó từ da xanh nó thành da da vàng luôn rồi. Con dao, con dao gì đâu mà nó khủng khiếp vậy trời. Tháng rưỡi hơn rồi đó. Mà một tuần trước em ăn thử một trái nó bột nó ngọt không là nó ngọt, còn bây giờ nó là bữa chiên. Đây, đây các bạn, à, bưởi da xanh bán ra tại twosisters.shop.com. Mình có share trên Facebook quá. Giờ mình thử review này của Việt Nam nè, gửi qua nè. Cái này là để tháng mấy rồi, mua về ăn liền cũng được. Mà để là một tháng mấy cũng được, càng lâu nó cũng càng ok lắm. À, chấm với muối, à, thử không chấm với muối thử coi nó như thế nào. Hơi chua chua, không chua lắm. Này, này với muối nè. Chấm với muối á thì nó lại có vị ngọt hơn. Nha, ăn không á thì nó hơi chua. Mà hàng Việt Nam mà nhập vô Mỹ á thì bảo đảm là phải chất lượng rồi. À, còn mà ở Việt Nam, ăn ở Việt Nam á thì chưa chắc á. Cho nên qua đây là chất lượng nè, phải qua kiểm duyệt nó mới vô được. Dán như nãy qua 10 ăn một thùng. Một thùng 70 đồng. Một thùng 70 đồng trong đó có 10 trái hả? Có thùng 8 trái, có thùng 7 trái, có thùng 9 trái. Nào Việt Kiều Mỹ Đế ăn lần cả thùng người ta. Rồi mua 1 trái bán không? Mua 1 trái hả? Hay mua 1 trái nó hơi quên đi. Mua lần thùng đó bạn. À, một thùng có thùng bự thì 8 trái. Còn thùng nhỏ thì 10 trái. Đó, ăn. Chấm muối thì ok. Còn không có muối hơi chua chua. Coi như hàng này á là nhập từ Việt Nam vô Cali. Cái đại công ty á rồi mới bán ra ngoài. Mình ở đây là Two Sister Shop .com là công ty con lấy từ Cali. À, các bạn ủng hộ vô Two Sister Shop .com nha. Rồi để order ship toàn quốc. Rồi dạ.